Em có chết ở nhà này. Philip Agua này. Lê Phu Ken này. Ximen. Mắt con này của cố này nhà này. Con này Sitonic là hàng Đức luôn này. Lê Phu Ken. Bajajo còn con này. Con này mắc anten thôi nha. Mắc đã pin rồi này. Bajajo TS. Con này bán như này. Bán này triệu hai thôi. Đó. Universum đang nha. Ít nhất là 2 ngày đang lần, 2 ngày đang lần. Con này sáp này nha anh em. Đã âm ly nhiều lắm luôn nè. Mơ cái lối này vô nè, chụp lo cho anh em. Anh em mà chơi thì Zalo số này nha anh em ơi. Zalo nó gửi qua cho nha. Mấy cái đồ linh tinh nhiều lắm luôn á. Ở ngoài trên này nè. Anh em mà chơi cassette không? Mà gọi thì mình gọi video nó cho anh em lựa này nè. Cả đống này này nhiều lắm luôn trên này này. Dưới đây này này nha, trong này chắc mấy chục cái nha. Trên đây cũng còn này nha anh em. Mấy con lạ lạ của điên này. Ở bên ngoài đây. Ngoài đây cũng còn nữa này. Mấy con máy đồ linh tinh nhiều lắm luôn nha này. Bộ này Woodin này. Retriever 700. Như con này anh em lấy mão thì 2 triệu bấy nha. Test thì thêm 150, 200 ngàn nữa test cho. Ok cho. Của Đức luôn này. Dở mà. Con này Subbo. Cục này 2 triệu. Rồi, cho anh em nha. Ba lô linh tinh nhiều lắm luôn ở đây. Mấy con cổ của Đinh này.